đã đến với kênh Món Ngon Hồ Hương. Hôm nay chúng ta cùng vào bếp để làm món rau muống xào tỏi. Nguyên liệu chuẩn bị cho món này gồm có rau muống, hạt nêm gà, nước mắm, dầu ăn, muối, tỏi. Ngoài ra các bạn cần chuẩn bị một chút đá. Nguyên liệu đã chuẩn bị xong. Đây là rau muống trồng tại Mỹ. Mớ rau muống này 650g. Bán theo tiền đô là 3 đô chưa tính thuế. Các bạn thấy nó có khác với rau muống của Việt Nam không nhé? Cái cọng nó rất là dài. Lá thì rất to. Nó cũng rất là dài, mà khi luộc cái này lên cái lá thì bao giờ cũng nát, rất là nát. Nói đến rau muống thì ai ở Việt Nam đều biết. Còn để làm thế nào cho nó ngon giống như là mình đi ăn ngoài hàng mà cứ thấy tại sao họ xào một rau muống rất là ngon mà mình xào lại không được như vậy. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ cách để xào rau muống với tỏi làm sao giống nhất với nhà hàng và ngon nhất. Các bạn mua rau muống về các bạn nhặt bỏ bớt các cái lá. Rau muống ở Việt Nam thì cái lá này nó rất nhỏ thì các bạn có thể để nhiều lá hơn. Nhưng rau muống ở bên này thì lá nó rất mềm và nhũn. Các bạn nhặt khúc vừa ăn. Bước tiếp theo, các bạn chuẩn bị một xoong nước đã đun sôi. Chúng ta luộc rau muống. Trần rau muống thì đúng hơn. Để thành công cho món rau muống xào tỏi này ngon như ngoài hàng thì điều đầu tiên các bạn cần chú ý, lửa phải để thật lớn. Thứ hai nữa, nước phải nhiều. Khi sơ chế xong các bạn rửa sạch. Nước thật sôi các bạn cho rau muống vào nhé. Các bạn cho rau muống vào, bắt đầu nước sôi lăn tăn trở lại, các bạn vớt ngay rau muống ra. Đây các bạn nhìn kỹ nhé. Cái khâu này cũng rất quan trọng, nếu mà chúng ta trần lâu quá cũng làm cho rau muống nhũn, nó không còn cái độ giòn. Đó, các bạn nhìn thấy nước bắt đầu hơi lăn tăn sôi lên là các bạn vớt. Vớt ngay vào một cái chậu đã có chuẩn bị đá và nước lạnh. Các bạn để cho rau ngâm trong đá. Trong quá trình đó các bạn tranh thủ chuẩn bị tỏi. Trong món này các bạn chuẩn bị nhiều tỏi một chút. Các bạn cũng cần phải chú ý băm tỏi không được nhuyễn quá. Để khi chúng ta xào khi thành phẩm còn nhìn thấy những cái hạt trắng nổi lên trên cái mặt rau màu xanh rất là đẹp. Bước tiếp theo, vớt rau muống ra để cho nó ráo bớt nước đi. Khi các bạn vớt rau muống ra khỏi đá, các bạn đừng để lâu ra ngoài quá. Gặp không khí sẽ làm rau nó tái lại, không còn màu tươi tự nhiên nữa. Cho nên tôi phải bóp cho bớt nước đi. Nếu để chờ cho khô tự nhiên thì thời gian quá lâu để cho rau nó sẽ xuống màu. Rau phải ráo nước các bạn nhé. Tiếp tục chúng ta xào rau. Chảo nóng, tôi cho dầu vào. Số lượng dầu nhiều hay ít tùy theo các bạn. Để có được cái món ăn thật là ngon mà có cái hương vị như ngoài hàng ấy, là để lửa thật lớn và chảo các bạn không cho mỡ, để cho chảo nó bốc khói lên, rồi lúc đó chúng ta mới cho mỡ. Gia đình nhà chúng ta sử dụng những cái chảo phải thật là dày thì mới làm được như vậy. Chảo mỏng làm như vậy nó làm cho cái chảo nó biến dạng đi mất. Cho nên chúng ta ở gia đình thì ít khi mà có được cái hương vị, cái mùi oi khói ấy, như ngoài hàng. Mỡ đã nóng rồi, tôi cho tỏi. Tôi cho một nửa thôi, còn vớt lại một nửa. Tỏi đã thơm, tôi cho rau.
cho nửa thìa cà phê hạt nêm, một chút xíu muối, lại ít rồi các bạn nhé. Đó. Nước mắm nửa thìa cà phê. Các bạn xào rất là nhanh. Sau khi nêm nếm vào là các bạn đảo qua đảo lại là chúng ta tắt bếp. Các bạn cho nốt cái phần tỏi còn lại. Đấy các bạn, khi xào lửa lớn là rau không có nước. Đó. Cái món rau xào này ăn kèm với lại rau kinh giới rất là ngon và rất là hợp. Trước khi ăn thì các bạn vắt một chút chanh vào nhé. Món ăn của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn vào bếp thành công với món ăn này. Xin chào và hẹn gặp lại.